đặc biệt thơm ngon đây. Nem bán sao vậy em? Em có nem chay, nem mặn, nem chiết, nem hột, nem đòn. Anh mua nem nào? Vậy lấy anh nem chiết đi. Đây, anh ăn thử đi. Ngon thì anh mua, không ngon thì thôi. Em không có tính tiền đâu mà sợ. Đâu, để anh ăn thử coi. Trời ơi, anh thấy sao nè? Cô em bán nem chua chua ngọt ngọt, anh ăn vào lòng sao thấy rất là ngon. Trời ơi, lo nói chuyện nãy giờ, miệng ăn không ngớt anh nít gần hai sâu. Chắc là phải ở đây lâu, làm nem trả nợ chứ biết sao bây giờ. Anh này tính gì mà khôn, ai đem nem bán đổi công bao giờ. Thôi thì anh cứ an tâm, lần sau ghé lại gửi tiền em luôn. Chứ mận nem lấy công làm lời, mượn người vô phụ làm gì có ăn. Hay em còn bâng khuâng, sợ anh vô làm rồi anh ăn cắp, bị quyết gia truyền mấy đời làm nem. Nhà em không có dấu nghề, nếu anh muốn học sẵn sàng em chỉ cho. Thôi nói gần xa không qua, nói thật anh muốn học nghề để được làm quen. Người em gái nhỏ nơi này, mần nem đem bán ai ăn rồi cũng khen. Hỡi ơi anh nói chi qua lời, làm em mắc cỡ cái anh này kỳ ghê. Anh đã thầm thương rồi em có biết, ngày phục ban đầu vừa mới gặp nhau. Sao em tin được những lời, đồ môi trót lưỡi mấy anh chàng đẹp trai. Lai dung là xứ lạ lùng, nem chua mà ngọt thơm lừng mà sai. Sai thiệt không đó? Anh sai thiệt mà. Anh vừa sai nem mà vừa sai tình nữa. Cái anh này khéo đùa. Nói không phải nịnh em chứ, anh đã ăn nem rất nhiều nơi rồi, nhưng mà chưa có chỗ nào ngon như nem của em. Anh nói thiệt á. Trời ơi, gần hết năm sâu rồi đó thấy chưa. Chắc phải ở đây làm nem trả nợ quá. Thiệt chứ không phải chơi đâu á nghe. Anh này tính gì mà khôn, ai đem nem bán đổi công bao giờ. Thôi thì anh cứ an tâm, lần sau ghé lại gửi tiền em luôn. Chứ mận nem lấy công làm vô phụ làm gì có ăn. Hay em còn bâng khuâng, sợ anh vô làm rồi anh ăn cắp, bị quyết gia truyền mấy đời làm nem. Nhà em không có dấu nghề, nếu anh muốn học sẵn sàng em chỉ cho. Thôi nói gần xa không qua, nói thật anh muốn học nghề để được làm quen. Người em gái nhỏ nơi này, mần nem đem bán ai ăn rồi cũng khen. Hỡi ơi anh nói chi qua lời, làm em mắc cỡ cái anh này kỳ ghê. Anh đã thầm thương rồi em có biết, ngày phục ban đầu vừa mới gặp nhau. Sao em tin được những lời, đồ môi trót lưỡi mấy anh chàng đẹp trai. Lai dung là xứ lạ lùng, nem chua mà ngọt thơm lừng mà sai. Lai dung là xứ lạ lùng, nem chua mà ngọt thơm lừng mà sai. Thôi anh đừng có chọc em nữa, để em còn đi bán. Chiều về không hết cái gánh này, chắc em bị ăn đòn thiệt quá. Thôi để xuống anh mua hết cho. Anh nói thiệt không? Thiệt. Bây giờ
mừng hồi thiệt đào. Giường hồng có lối ai vào hay chưa? Ủa, ai vậy ta? Thôi kệ, nghe nè. Vào. Vậy anh vào có được không? Ủa, cậu ba đi thăm núi ruộng hả? Nữa, lại cậu ba, kêu bằng anh đi. Thôi, lỡ ông bà bá hộ biết á, là chết em đó. Có gì đâu, anh thương em thật mà. Anh con bá hộ đất đai cò bay thẳng cánh, nhà lắm trâu bò lùa thóc đầy sân. Còn em đây con của ta đi, nhà tranh dịch lá nào dám nói yêu anh. Ba má anh không tham sang phụ khó, vật chất kim tiền có chắc bền lâu. Ba má chọn dâu siêng năng dồi dăng, hiếu thảo ngoan hiền thùy mị nết na. Mặc kệ người ta thương nhau thì mình cưới, ba má thuận lòng nội ngoại cũng điều ưng. Xưng lứa giữa đôi yêu thương đậm đà, trên dưới thuận hòa cần gì xa qua. Anh con bá hộ biết bao cô nàng tương xứng, kết nghĩa châu trần cho nỡ mặt mẹ. Em đừng có lo, ba má anh thấy vậy chưa dễ lắm. Hay giúp đỡ và thương người nghèo khó. Giúp đỡ và thương người với việc chọn dâu đâu có liên quan gì nhau. Vậy chứ, chị hai anh lấy chồng nghèo mà ba má anh có cấm cản gì đâu. Cô hai lấy chồng xứ xa, còn nhà em thuê đất làm đồng lúa ruộng cho nhà anh, cho nên khó lắm. Anh con ba hộ đất đai cò bay thẳng cánh, nhà lắm trâu bò lùa thóc đầy sân. Còn em đây con của ta điên, nhà tranh dịch lá nào dám nói yêu anh. Ba má anh không tham sang phụ khó, vật chất kim tiền có chắc bền lâu. Ba má chọn dâu siêng năng dồi dăng, hiếu thảo ngoan hiền thùy mị nết na. Mặc kệ người ta thương nhau thì mình cưới, ba má thuận lòng nội ngoại cũng điều ưng. Xưng lứa giữa đôi yêu thương đậm đà, trên dưới thuận hòa cần gì xa qua. Anh con bá hộ biết bao cô nàng tương xứng, kết nghĩa châu trần cho nỡ mặt mẹ. Còn em đây thấp kém nghèo hèn, tay chân dính phèn nào dám mơ ca. Còn em đây thấp kém nghèo hèn, tay chân dính phèn nào dám mơ ca. Nếu anh thuyết phục được ba má đồng ý, vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Em cũng không biết nữa. Hả? Thôi, chơi rồi,
em về trước đây. Bé Năm, bé Năm à. Wow, con nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta. Chậm chậm lại làm quen cái coi. Em gì ơi, đi từ từ cho anh hỏi thăm chút xíu có được không em? Ơ, cái anh này nãy giờ làm cái gì theo người ta hoài vậy? Mà anh muốn hỏi gì? Này cô em dễ thương, tan trường về sao đi nhanh quá. Liên quan gì coi anh? Coi chừng keo dẫm phải đá mà quàng phải dây. Kể thôi đi anh đây xin đưa em về. Không dám đâu. Dù cho đường có mấy xa, dù cho trời nắng hay mưa, anh cũng đưa em về muốn được làm quen với em. Xíp, người ta quen gì anh, cớ sao lại buồn câu đưa đón. Những lời ông bướm là lời của bé kia ơi, như mấy chàng trai hay gặp bên đường. Nào là trong em thấy quen quen, nào là anh đây thấy thương thương. Để bao cô gái lau khóc đêm trường, những lời đường mắt tôi trước lời đâu. Cuộc đời ai giống ai đâu, bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài. Hồi ai lấy thước mà đo lòng người, đã bảo không cần sức cứ bước theo người ta. Lỡ bà con thấy mấy mẹ cha đánh đòn. Em còn bé lắm anh ơi, để mai một lớn em sẽ cho. Em sẽ cho cái gì? Em sẽ cho. Em nói lẹ lên đi. Em sẽ cho đưa về. Ý trời ơi, vậy mà nãy giờ làm anh mừng hụt hà. Đã bảo rồi, sao anh cứ theo người ta hoài vậy? Anh muốn đưa em về để được làm quen với em mà. Em còn nhỏ, lo tập trung học hành, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái đâu. Xin anh tránh ra để em đi về. Em, đi chậm chậm thôi, coi chừng té. Kệ người ta. Này cô em dễ thương, tan trường về sao đi nhanh quá. Liên quan gì anh? Coi chừng keo dẫm phải đá mà quàng phải dây. Kể thôi đi anh đây xin đưa em về. Không dám đâu. Dù cho đường có mấy xa, dù cho trời nắng hay mưa, anh cũng đưa em về muốn được làm quen với em. Xích, người ta quen gì anh, cớ sao lại buồn câu đưa đón. Những lời ông bướm là lời của bé kia ơi, như mấy chàng trai hay gặp bên đường. Nào là trong em thấy quen quen, nào là anh đây thấy thương thương. Để bao cô gái lau khóc đêm trường, những lời đường mắt tôi trước lời đâu. Ôi cuộc đời ai giống ai đâu, bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài. Hồi ai lấy thước mà đo lòng người, không cần sức cứ bước theo người ta. Là bà con thấy mấy mẹ cha đánh đòn. Em còn bé lắm anh ơi, để mai một lớn em sẽ cho. Em sẽ cho cái gì? Em sẽ cho. Em nói lẹ lên đi. Em sẽ cho đưa về. Ý trời ơi, vậy mà nãy giờ làm anh mừng hụt hà. Ôi cuộc đời ai giống ai đâu, bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài. Hồi ai lấy thước mà đo lòng người, đã bảo không cần sức cứ bước theo người ta. Là bà con thấy mấy mẹ cha đánh đòn. Em còn bé lắm anh ơi, để mai một lớn em sẽ cho. Em sẽ cho cái gì vậy? Em sẽ cho. Em nói lẹ đi mà. Em sẽ cho đưa về. Ý trời ơi, tức quá. Vậy thôi, cho anh biết nhà em số mấy, đường nào, hay số phone của em cũng được. Để mai mốt anh biết mà còn tìm đến em nữa chứ. Ý chết, tí em tới đón em kìa. Thôi tạm biệt anh ngang. Ê mà em ơi, em chưa cho anh biết tên mà. Em tên Khu Ý Vũ. Hả? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Mất mất, anh tìm ai vậy? Cho anh hỏi, có chú Thiên Tư ở nhà không em? Cha mẹ em đi làm cho người ta rồi. Nói vậy, em đây là... Em là bé Na. Ơ, anh có phải anh Vũ không? Đúng rồi. Anh Vũ, anh về nào vậy? Anh mới về là ghé thăm chú Thiếm liền nè. Mấy lần anh về phép có ghé, mà không có ai ở nhà hết á. Ba má em đi làm, còn em đi học. Lúc này em lớn quá,
anh nhìn không ra luôn đó. Anh cũng vậy, anh còn nhớ ngày nào anh hay đến chơi, em theo anh siêu rít đồi hoa. Rồi ra sau giường bảo làm kén lá cho em, thôi to té rồi kêu anh làm ghế bằng bắp lá. Em thả theo dòng nước chảy mênh mông, bông bừng trắng trong em cài lên đầu. Mưa rớt trên cầu em chạy u về sợ mẹ cha. Rồi thời gian thấm thoát trôi, xếp buộc nghiêng anh vào quân đội. Không còn đến nhà để cô bé hỏi hoài anh ba. Con của bác hai mấy năm nay sao không ghé thăm mình. Cha mẹ bảo rằng anh bây giờ là một quân nhân. Đơn vị xa xăm ít về thăm nhà. Nhớ anh thật thà thương anh lính trẻ kê ở miền xa. Bây giờ người ta trở thành thiếu nữ, biết em còn giữ lời hứa xưa không? Sau này em đi lấy chồng anh làm chú rể, đừng để thằng tí em không có chịu đâu. Anh này kỳ ghê, ngày xưa còn bé có biết chi mà cứ chọc người ta. Rồi đó nha, mà quê em không có chịu quê. Chắc muốn anh vô về như cô bé ngày xưa. Bây giờ em lớn rồi, không có nhõng nhẽo nữa đâu mà đòi dỗi về. Vậy còn lời hứa ngày xưa em nói thì sao? Lời nói gì? Thì lời xưa em nói, lớn lên em đi lấy chồng, anh làm chú rể đó. À, hay là em định nuốt lời? Ngày xưa còn ông nít, nói gì sao anh nhớ được. Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ nè. Ngày nào anh hay đến chơi, em theo anh siêu rít đồi hoa. Trôi ra sau giường bảo làm kén lá cho em, thôi to té rồi kêu anh làm ghế bằng bắp lá. Em thả theo dòng nước chảy mênh mông, bông bừng trắng trong em cài lên đầu. Mưa rớt trên cầu em chạy u về sợ mẹ cha. Rồi thời gian thấm thoát trôi, xếp buộc nghiêng anh vào quân đội. Không còn đến nhà để cô bé hỏi hoài anh ba. Con của bác hai mấy năm nay sao không ghé thăm mình. Mẹ bảo rằng anh bây giờ là một quân nhân. Đơn vị xa xăm ít về thăm nhà. Nhớ anh thật thà thương anh lính trẻ kê ở miền xa. Bây giờ người ta trở thành thiếu nữ, biết em còn giữ lời hứa xưa không? Sau này em đi lấy chồng anh làm chú rể, đừng để thằng tí em không có chịu đâu. Anh này kỳ ghê, ngày xưa còn bé có biết chi mà cứ chọc người ta. Quê rồi đó nha, mà quê em không có chịu quê. Chắc muốn anh vô về như cô bé ngày xưa. Quê rồi đó nha, mà quê em không có chịu quê. Chắc muốn anh vô về như cô bé ngày xưa. Tha cho anh đó nha, không phải vì cái phần quà này đâu nha. Anh biết mà. Thì ghét. Con gái nói ghét là thương đó nha. Cái anh này. Thank you.
mai anh lên đường nghĩa dù dưới quê hương dạy dầu gió sương bao năm anh chẳng ngày chỉ sợ ngày về chiều vàng bóng em trên lối nhỏ chiều quê thuở nào mai anh đi rồi em gói yêu thương xin gửi trọn vào trong anh mang bên mình mỗi lần nhung nhớ anh lấy ra xem như có em bên cạnh trên bước đường quân nhân anh đi nghĩa dù xa nhà nhớ thương đậm đà anh sẽ viết thư về thăm em kể chuyện buồn vui nơi quân trường xa đó có thương hay chờ ngày anh về ta nên đôi chia vui giây phút nghẹn ngào anh giấy tay chào là mình xa cách nhau làm sao em không buồn không nhớ rồi em sẽ đợi sẽ chờ chỉ mình anh thôi hai năm anh về thưa má thưa ba để bước qua tính chuyện cao trầu mong sao duyên đầu tròn như trăng chiếu đêm nay hai đứa mình tình đậm khắc trong tim anh đi nghĩa dù xa nhà nhớ thương đậm đà anh sẽ viết thư về thăm em kể chuyện buồn vui nơi quân trường xa đó có thương hay chờ ngày anh về ta nên đôi sao em không buồn không nhớ đã yêu anh rồi em sẽ đợi sẽ chờ chỉ mình anh thôi hai năm anh về thưa má thưa ba để bước qua tính chuyện cao trầu mong sao duyên đầu trăng chiếu đêm nay hai đứa mình tình đậm khắc trong tim mong sao duyên đầu tròn như trăng chiếu đêm nay hai đứa mình tình đậm khắc trong tim